Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo về tự học Photoshop với Photoshop CC 2015. Và bài hôm nay thì là mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn làm quen thêm mà với hai công cụ, đó là công cụ tạo vùng chọn Marquee Tool và Lasso Tool. Thì để bắt đầu thì mời các bạn cùng khởi động phần mềm Photoshop của mình đây. Thì đây là giao diện của Photoshop CC 2015. Thì để bắt đầu vào thì các bạn là có thể là một là các bạn có thể là chọn hoặc là các bạn có thể là vào đây, đây các bạn đã ra được một cái giao diện làm việc như thế này. Thì hôm nay mình sẽ là như bài ba hôm trước thì là mình đã là giới thiệu là lần lượt qua tất cả những cái công cụ có trong cái thanh công cụ toolbox này. Thì là cơ bản thì hôm nay thì mình sẽ là đi vào hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm quen với hai công cụ, đó là nhóm công cụ này Marquee Tool và nhóm công cụ là Lasso Tool. Để bắt đầu thì là mình sẽ đưa vào đây một cái ví dụ nào để mình minh họa. Thì mình tạo ra một cái bảng mới đi, tạo ra một bảng vùng làm việc mới nhá, với kích thước là tùy làm được. Rồi, ok, thì như các bạn đã biết thì là đối với công cụ này, đầu tiên trong nhóm Marquee Tool này, Rectangle này, Rectangle này, Marquee Tool, thì cái công cụ này giúp các bạn là tạo ra những vùng chọn, tạo ra những vùng chọn hình tròn các bạn, hình vuông hoặc hình chữ nhật. Các bạn giữ shift, các bạn kéo thì các bạn sẽ tạo ra được những vùng chọn hình vuông. Đấy, tạo ra được những hình chọn hình vuông nhé. Đấy, và giờ các bạn kéo tự do thì nó sẽ tạo ra các bạn những cái mà hình dạng hình chữ nhật theo ý của các bạn. Đấy là các bạn tạo ra một vùng chọn. Các bạn tạo ra một vùng chọn. Đấy là các bạn đã tạo ra được một vùng chọn. Để cộng thêm cái vùng chọn, cộng thêm những cái vùng chọn thì các bạn là giữ shift. À, giữ shift và các bạn kéo, giữ shift thì các bạn kéo thì các bạn sẽ tạo ra được một cái vùng chọn, giữ shift các bạn kéo này, đấy, thì các bạn sẽ tạo thêm được một cái vùng chọn, đấy, nó mở rộng cái vùng chọn ra, tạo thêm một vùng chọn, mở rộng nó ra, đấy, và các bạn giữ an các bạn kéo, giữ an nhé, để các bạn trừ những đi những cái vùng chọn, cũng như các bạn không muốn chọn cái vùng này chẳng hạn, đấy, thì các bạn là có thể là giữ an các bạn kéo để tạo ra những cái vùng chọn theo ý mình, đấy, theo ý mình thì tạo ra những vùng chọn nha, hoàn toàn là theo ý mình hết, đấy. Cũng như để fill cho nó một cái màu như các bạn này, các bạn nó có thể là khi tra tạo ra vùng chọn các bạn có thể là fill cho nó một cái màu bằng cách là các bạn là có thể là vào edit này, vào fill này, đấy, và chọn này và fill với màu foreground hoặc background, background này chọn ok. Wow, mình nhập cái này là rồi, có thể là các bạn là bấm delete tô theo màu background nhé, delete. Đấy. Còn thay đổi màu sắc thì các bạn có thể là kích vào đây. Đúng. Thì các bạn là có thể là cho nó bất kỳ màu sắc nào mà các bạn muốn. Đấy, khi chọn xong thì các bạn bấm trên bàn phím là Alt Delete. Đấy thì các bạn đã tô được cái màu background như này rồi. Đấy. Rồi ok, đấy là cái cách mà các bạn sử dụng vào cái công cụ mà cái tool này để các bạn tạo ra các vùng chọn, tạo ra các vùng chọn. Đấy, rất nhiều cách. Hoặc là các bạn là cái công cụ này, Ellipse này, mà cái tool này thì là các bạn là có thể là tạo ra những cái hình tròn. Hình tròn này bằng cách các bạn giữ shift các bạn kéo thì nó sẽ được giữ căn cho đây, các bạn kéo này thì các bạn sẽ được những cái hình dạng ngoài như ý muốn các bạn nhé, các bạn nhìn thấy chưa, giữ shift các bạn kéo này thì các bạn sẽ được những cái hình tròn vuông, hình vuông ấy, hoặc là các bạn là có thể là di chuyển đấy, di chuyển đấy. Đấy. Các bạn có thể là kéo, các bạn nhìn thấy không, các bạn có thể là kéo theo ý muốn của các bạn luôn nha. Đấy, có thể tạo ra những hình chọn, vùng chọn này, hình tròn, hình ellipse. Đấy. Như này thôi, những hình chọn này có thể là đấy. Còn là công cụ tiếp theo này trong nhóm này, đó là Single Row Marquee Tool. Thì một trong những cái công cụ này thì là rất ít sử dụng để nó tạo ra cho bạn những cái vùng chọn này theo đường ngang này với kích thước là 1 pixel. Dù bạn muốn thay đổi thế nào đi nữa thì nó kích thước của nó thì cũng chỉ là 1 pixel thôi các bạn nhé, cũng chỉ là 1 pixel thôi. Các bạn tạo ra muốn ra nhiều vùng thì các bạn là giữ shift thì các bạn sẽ cộng cộng được nhiều cái vùng chọn khác nhau. Đấy. Còn nhóm tiếp theo đây là single column này thì các bạn tạo ra những cái mà vùng chọn với kích thước là 1 pixel theo chi phương thẳng đứng này, từ trên xuống dưới này. Nếu các bạn muốn cộng thêm các vùng chọn này, thì các bạn là giữ shift này, cộng. Đấy, thì nó sẽ là lập tức nó sẽ cộng thêm cho các bạn các vùng chọn. Đấy, thì tạo ra các vùng chọn kiểu này thì là mình sẽ là phục vụ vào rất nhiều những cái mục đích khác nhau, rất nhiều những mục đích khác nhau.
Đấy, thì là trong cái quá trình thiết kế thì nhiều khi cần sử dụng đến thì các bạn sẽ biết chính xác được mình nên sử dụng công cụ nào để là đáp ứng cho nhu cầu công việc của mình cho nó hợp lý, cho nó hợp lý nhất. Đấy. Nên là công cụ tiếp theo trong nhóm tạo vùng chọn đó là lasso tool. Lasso tool thì cái công cụ này nó tạo vùng chọn nhưng mà tạo vùng chọn kiểu tự do, nó giúp các bạn này đấy, vẽ ra những cái vùng tự do đúng không, vẽ ra vùng tự do đấy, thì các bạn là giữ control này đấy, các bạn giữ control và các bạn di con chuột của các bạn đấy, di con trò chuột của các bạn là tới bất kỳ cái vùng nào đấy, bất kỳ như nào các bạn vẽ kiểu vẽ tự do đấy, thì khi các bạn thả tay ra thì nó sẽ là tạo thành một vùng chọn và vùng chọn này các bạn nó có thể là cắt một đối tượng khác hoặc là phi màu cho nó đấy. Đấy, dạng dạng kiểu như thế này, thì đấy là cái công cụ lasso tool để giúp các bạn là tạo vùng chọn theo kiểu tự do. Công cụ tiếp theo này poly lasso tool, thì công cụ này thì nó sẽ giúp các bạn là tạo ra các cái đường thẳng này, bằng cách này tạo ra vùng chọn bằng cách là tạo ra các đường thẳng nối với nhau, là tạo thành một vùng chọn. Một cái điểm này chẳng hạn thì mình có thể vẽ như này này, mình kích chuột trái vào đây đấy và mình tiếp tục này đúng không, và mình kích chuột trái thế này tiếp theo này và mình kích thế này đấy, mình kích thế này nữa chẳng hạn, kích thế này nữa và mình kích sang đây đấy. Khi các bạn là đến cái vùng điểm xuất phát đầu tiên ấy, thì ở cái chân của cái công cụ này nó hiển thị ra cái vòng tròn này đấy, thì có nghĩa là các bạn là kích vào thì các bạn sẽ tạo nó thành một vùng tròn. Bây giờ các bạn có thể là tô màu cho nó đấy, thì như các bạn là cái công cụ này để giúp các bạn tạo ra những cái vùng tròn bằng cách là tạo ra các đường thẳng nối với nhau đấy, tạo thành vùng tròn. Và cái công cụ tiếp theo Magic này, Lasso Tool, công cụ này có rất nhiều cái hay, có nhiều cái dở. Công cụ này nó giúp các bạn này, ví dụ như mình tạo ra một cái vùng tròn chẳng hạn, nó bằng cách là nó bám dính vào những cái đối tượng khác, và những cái đối tượng khác như các bạn nhìn thấy này, mình chỉ cần di chuyển chuột thôi đấy, đấy mình đã tạo được những cái vùng tròn này, nó bằng cách là bám vào các cái đối tượng khác, bám dính vào các đối tượng khác nhé. Đấy, khi mà các bạn muốn cắt các đối tượng khác nào mà những cái màu sắc nó không 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 quá phức tạp thì các bạn là có thể là dùng đấy, dùng cái công cụ này các bạn cứ dây chuột thôi đấy, dây chuột rất nhẹ nhàng từ từ rồi nó tự nó khắc bám vào những cái đấy, cái đường biên của cái màu đấy. Đấy, khi lùi lại thì các bạn bấm đấy. Ok, và cứ tiếp tục như thế thôi đấy, các bạn cứ di chuyển chuột thôi. Khi kết thúc muốn kết thúc vùng chọn thì các bạn có thể là kích nút đấy, thì các bạn là khép kín vùng chọn, tạo ra một vùng chọn đấy. Thì như này thì bạn có thể là tô màu cho cả cái background này chẳng hạn đấy. Wow. Bằng cách là bấm Alt Delete đấy, thì nó sẽ là tạo ra một vùng chọn đấy, bây giờ nó sẽ tô hết màu cho cái vùng chọn đấy. Ok chưa, đấy là hai nhóm công cụ mà mình giới thiệu các bạn, giúp các bạn là tạo ra những cái vùng tròn bằng cái công cụ này. Thế vậy đấy là cái cách mà tạo vùng tròn công cụ này. Thế việc mà áp dụng các vùng tròn này vào với các đối tượng trong cái quá trình mình thiết kế thì sao? Thì ví dụ như đây mình có thể là tìm thêm một cái ví dụ nữa, Control này, để mình tìm một cái file, mình tìm một cái file là mình ví dụ cho các bạn, minh họa cho các bạn, cho các bạn dễ hiểu nhé. Mình xem trong này mình có cái như nào cho dễ nhỉ? Đây các bạn chờ một chút, mình sẽ tìm ra một cái bài đăng. Đây, mình đưa tạm một cái ảnh này vào đi, thì mình ví dụ cho các bạn nó dễ nhé. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ là ứng dụng vào cái công cụ đầu tiên này, Rectangle Marketing này, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ là dùng cái công cụ này, mình tạo ra các cái vùng chọn, này, tạo ra một vùng chọn hình chữ nhật như này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ là copy cái đối tượng này hoặc là xóa, đây mình muốn xóa và mình mở, các bạn muốn nó thao tác được với cái background này các bạn phải mở cái khóa lên nhé bằng cách này kích đúp chọn ok đấy, thì như này thì nó sẽ là có tác dụng với cái background bên dưới, thì các bạn có thể là xóa này. Đấy, không thích các bạn có thể là xóa, tạo ra vùng chọn để các bạn xóa hoặc là có thể là copy đối tượng này, Ctrl C này đúng không, Ctrl V đấy, và các bạn kích vào công cụ Move with Tool này để di chuyển được đối tượng đấy. Thì bằng cách là sử dụng cái công cụ này đấy, Rectangle Marquee Tool này đúng không, thì các bạn đã tạo ra được một vùng chọn, tạo ra một vùng chọn bằng cách là copy đấy, cái vùng chọn đấy
Đấy, nhân cái đối tượng này lên là như này. Thế rất đơn giản thôi. Cứ tiếp tục với những cái đối tượng như này. Các bạn muốn copy cái đối tượng này lên thì các bạn cũng như thế thôi. Các bạn chọn Ctrl C hoặc Ctrl V. Đấy, chọn vào cái đối tượng bên dưới nhé. Các bạn muốn làm việc với cái layer nào thì các bạn phải chọn vào cái layer này thì nó mới có tác dụng. Ctrl C và Ctrl V. Đấy, V trên bàn phím nhé. Phím tắt của công cụ Mouse Tool này thì các bạn mới di chuyển được đối tượng này. Đấy, thế là mình đã nhân được hai đối tượng này lên rồi. Và cứ với cách này thôi, các bạn lại tiếp tục chọn cái công cụ này. Công cụ này dần dần các bạn là sẽ có thể copy nhân được tất cả những đối tượng này lên. Đúng không? À, chọn vào cái background bên dưới này, Ctrl C, Ctrl V. Về tiếp này. Đấy. Và cái như này thôi, rất đơn giản thôi. Tiếp tục này. Đúng không? Đấy. Phím tắt là phím M nhé các bạn này, chọn công cụ này nhé, Market Tool này. Các bạn gồm Market Tool này, phím M này. Đấy, họ chọn vào. Đấy, và tiếp tục các bạn là cứ thế các bạn là có thể là nhân được copy được những cái đối tượng này đây. Ctrl C, đúng không? Đấy, chọn vào cái background bên dưới này. Ctrl V, về tiếp này. Đấy. Và các bạn đã di chuyển cái đối tượng này. Đấy. Rất đơn giản thôi, rất đơn giản. Với cái công cụ này cũng giống như các công cụ khác trong đây thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng những cái hình ellipse này để làm gì? Đấy, để tạo ra các vùng chọn. Tạo ra các vùng chọn như này, đúng không? Đấy, có thể là xóa. Chọn là background nhé, có thể là xóa này, đúng không? Đấy, hoặc là có thể là copy Ctrl C, Ctrl V, V để di chuyển hoặc copy những đối tượng này ra. Các công cụ này nó y hệt như nhau thôi, y hệt như nhau thôi. Ok, rất đơn giản. Đúng không? Đấy là nhóm công cụ. Còn những cái công cụ này cũng như thế thôi, bằng cách là các bạn là tạo ra, đúng không? Tạo ra những cái gọi là cái vùng chọn theo hình ngang này, đường ngang này. Đấy, với kích thước là 1 pixel. Đấy, và cái này các bạn có thể là tô màu cho nó. Đấy, hoặc là các bạn cộng để tạo ra nhiều vùng chọn, tạo thành những cái sóng, nó tạo thành những cái sóng. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy. Đấy, cứ bằng cách này thì các bạn là đối với công cụ này tạo ra các cái đường hình dọc này. Đấy, cộng muốn cộng thêm vùng chọn này giữ shift các bạn nhé. Rồi cứ thế thôi, và các bạn là có thể là tạo thêm được rất nhiều những cái vùng chọn khác nhau. Đấy, các bạn tạo thêm được rất nhiều những vùng chọn khác nhau nhé. Đấy, tạo thêm rất nhiều những vùng chọn khác nhau. Ok chưa? Đó. Ok, Ctrl D bỏ vùng chọn đi. Đấy, như này thì các bạn đã tô màu rồi. Alt Delete là các bạn đã tô được cái màu cho nó. Đấy, các bạn nhìn theo cái màu này. Bất kỳ màu gì các bạn tô cũng được. Miễn là khi mà các bạn tạo vùng chọn. Ctrl D là các bạn bỏ vùng chọn rồi thì đã mất rồi nhé. Ctrl Z lùi lại. Ctrl Alt Z để lùi lại nhiều lần. Đấy, ok chưa? Đấy là nhóm công cụ này. Đối với ứng dụng nó công cụ này Lasso Tool này thì là làm sao đấy thì các bạn cũng có thể là dùng cái công cụ này để cắt những đối tượng bằng cách là các bạn là giữ chuột trái để di chuyển đấy và các bạn cắt Ctrl C Ctrl V chọn vào back chọn vào cái layer này các bạn nhé Ctrl C Ctrl V V tiếp này đấy. Thì các bạn là cũng đấy. Tạo được một vùng chọn bao quanh đối tượng và cũng có thể là xóa đối tượng và copy đối tượng đấy lên thành một đối tượng mới, Ctrl C, Ctrl V rồi. Nhưng mà thao tác với vùng layer nào thì các bạn phải chọn là vùng layer đấy nhé, thì nó mới có tác dụng. Nó mới có tác dụng. Đấy là nguyên lý. Thì đây, những nhóm công cụ này cũng thế thôi. Cái này giúp các bạn là cắt, này, tạo một vùng chọn cắt theo đường thẳng. Cộng đây các bạn đã dùng công cụ này để cắt những đối tượng người hoặc là đồ vật hoặc là chữ tùy theo ý các bạn thôi. Đấy, thì có rất nhiều công cụ này các bạn có thể ứng dụng khép kín vùng chọn này. Ok chưa? Để tạo vùng chọn các bạn có thể là xóa, đúng không? Ctrl Z lại này. Đấy, hoặc các bạn có thể là Ctrl C, Ctrl V tiếp này để nhân đấy, để copy cái đối tượng này. Đấy, thì các công cụ tạo vùng chọn này thì nguyên lý hoạt động nó như nhau thôi. Thì là các bạn có thể nhìn vào đây, dễ dàng nhận thấy, đây là cắt theo cái đường bám biên. Đấy. Thực bắt dính ấy thì cứ có đối tượng nào những cái màu sắc nó không quá phức tạp thì các bạn di chuột tới đâu thì nó sẽ bắt dính tới đây. Muốn kết thúc vùng chọn thì các bạn là kích nút chuột đấy thì các bạn là khép kín được một vùng chọn tạo vùng chọn cũng có thể xóa đúng không tác dụng thì các bạn phải chọn vào cái layer mà bạn muốn thao tác này có thể xóa Ctrl Z này Ctrl C Ctrl V copy đối tượng này V này ok chưa đấy thì đấy trong bài hôm nay mình đã giúp các bạn là đi qua làm quen với hai nhóm công cụ này hai nhóm công cụ này Market Tool và Lasso Tool này tạo vùng chọn. Đấy thì dựa vào những cái gọi là tính năng của nó thì các bạn có thể là sử dụng áp dụng vào trong những cái mục đích hoặc là tạo vùng chọn thiết kế xóa đối tượng copy đối tượng nhân bản đối tượng
để làm sao để tạo cho mình những cái thiết kế ưng ý và ấn tượng nhất. Thì là bài chia sẻ của mình hôm nay giới thiệu về hai nhóm công cụ, hai nhóm công cụ tạo phong trào Power Tool và Lasso Tool, xin được tạm dừng ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và có ích, hãy giúp mình chia sẻ đến với bạn bè các bạn để nhiều người cùng có cơ hội học và làm chủ cái phần mềm Photoshop CC 2015 tuyệt vời này. Và các bạn đừng quên là đăng ký ủng hộ kênh của mình và để luôn được cập nhật những video hướng dẫn mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn tiếp theo.